Hello các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính nhẩm bình phương các số tự nhiên từ 1 cho tới 100 mà không cần dùng máy tính nha. Trước hết, đối với cái trường hợp thứ nhất, đó là bình phương các số từ 1 bình phương cho đến 9 bình phương. Cái này thì đơn giản rồi ha. Cái này thì chúng ta chỉ cần vận dụng cửu chương. Ta xử lý được rồi. Đó, ví dụ 6 bình phương bằng 6 nhân 6 bằng 36. 8 bình phương bằng 8 nhân 8 bằng 64. Vâng vâng. Để như vậy thì từ 1 tới 9 bình phương là đơn giản, không thành vấn đề ha. Cái trường hợp thứ hai là đối với các số bình phương các số có hàng đơn vị bằng 5. Ví dụ như là 15 bình phương, 25 bình phương, vân vân, cho đến 95 bình phương. Thì đối với những cái trường hợp này chúng ta có một cái công thức, đó là chúng ta lấy số hàng chục nhân với số tự nhiên liền kề, số hàng chục tự nhiên liền kề. Đó, rồi sau đó thêm 25 vào thôi. Đó, thì ví dụ như 25 bình phương chẳng hạn. Số hàng chục là 2. Như vậy chúng ta có 2 chục nhân số tự nhiên liền kề 3 nhân với 3 10. Rồi được bao nhiêu cứ cộng thêm 25 là ra kết quả. Đó, phép tính này, cụ thể trong phép tính này thì 20 nhân 30 bằng 600 cộng 25 sẽ bằng 625. Đó, tương tự ví dụ như là 65 bình phương chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có 60 nhân 70 cộng 25. 6742 tức là 4002 cộng với 25 sẽ được 4225. Đó, như vậy thì đối với các cái số có hàng đơn vị là 5 hoặc là tần cùng bằng 5 thì có cái công thức đơn giản là lấy cái số hàng chục để xác định cái số tự nhiên liền kề của nó nhân với nhau, 20 nhân 30 được bao nhiêu cộng thêm 25 vào thì nó sẽ ra kết quả. Trường hợp thứ ba là đối với các số tròn chục đó, ví dụ như là 10 bình phương, 20 bình phương vân vân cho đến 90 bình phương vân vân. Thì cái này đơn giản rồi ha, chúng ta vận dụng y như là số đơn vị bình phương, sau đó nhân 100 thôi. Đó, ví dụ như 40 bình phương, đó thì nó sẽ bằng 4 bình phương thêm 100, tức là thêm 2 số 0 vào. 4 lần 4, 10, 6, nhân với 100 tức là thêm 2 số 0 vào là sẽ ra kết quả. Hoặc là 70 bình phương thì bằng 7 bình phương, hay là 7 nhân 7 nhân 100, 7 lần 7 49, thêm 2 số 0 là sẽ bằng 4900. Thì đối với những cái trường hợp mà các số tròn chục thì đơn giản rồi, chúng ta thực hiện cũng y như là các cái số đơn vị bình phương, như cái bước 1 vậy, chỉ và thêm 2 số 0 thôi là xong. Đó là trường hợp thứ 3. Trường hợp thứ 4 là các cái số còn lại từ 11 cho đến 89. Dĩ nhiên trong các cái số này thì chúng ta đã trừ ra các cái số tròn chục và cũng đã trừ ra các cái số mà tận cùng có hàng đơn vị là 5 rồi. Thì đối với các cái số này nè, chúng ta sẽ có một cái công thức, tức là lấy cái số bình phương nè
cộng cái số đơn vị sau đó thì nhân với số hàng chục cuối cùng là cộng với cái số đơn vị bình phương thì sẽ ra kết quả. Công thức thì thấy lu bu vậy thôi, chứ còn trong vận dụng thì cực kỳ đơn giản. Ví dụ chúng ta có cái số 14 bình phương thì kết quả nó bằng cái gì? Nó sẽ bằng cái số bình phương, tức là chính là cái số mà chúng ta đang bàn tới đây, số 14 cộng cái số đơn vị tức là cộng 4. Trong cái số 14 này thì 4 chính là đơn vị nè. Đó. Sau đó nhân cái số hàng chục của cái số mà mình đang bình phương, cụ thể trong phép tính này nó là 10. Và sau đó thì cộng số đơn vị bình phương tức là chính là số 4 này bình phương. À, 4 này bình phương. Như vậy thì tính nhẩm rất là nhanh thôi. 14 cộng 4 bằng 18, nhân 10 là 180. 180, 4 bình phương bằng 16, cộng 16 nữa là bằng 196. Như vậy 14 bình phương bằng 196. Hoặc là một ví dụ khác, chúng ta có 26 bình phương đi, thì nó sẽ bằng cái gì? Nó bằng 26 này nè, tức là số bình phương cộng với hạng đơn vị tức là cộng 6. Được bao nhiêu chúng ta nhân với số hàng chục, tức là nhân với 20, rồi cộng chính số 6 này bình phương. 26 cộng 6 bằng 32. 32 nhân 20 bằng 640. 640 cộng 36 tức là sẽ bằng 676. Hoặc là chúng ta có một ví dụ khác chẳng hạn, ví dụ như 42 bình phương sẽ bằng 42 cộng 2, sau đó thì nhân với 40 và cộng thêm số 2 bình phương nữa. 42 cộng 2 bằng 44. 44 nhân 4 chúng ta có 0, 4 lần 4 16, viết 6 nhân 1 44 16, 1 nữa là 17, cộng với 4 sẽ bằng 1764. Như vậy tất cả các cái số còn lại không phải là số tròn chục hoặc là không phải là số có hạng đơn vị là 5 á, thì chúng ta thực hiện theo công thức này. Đã muốn bình phương một số thì lấy cái số bình phương đó, muốn tính bình phương một số thì lấy cái số bình phương đó cộng với cái hạng đơn vị của chính nó. Ví dụ 26 này thì cộng 6 bằng 32. 32 này rồi nhân với số hàng chục của số bình phương đó, số bình phương này cụ thể là 20, thì 32 nhân 20 sẽ bằng 654, cộng thêm cái hàng đơn vị bình phương là 6 lần 6 36. Như vậy 654 cộng với 36 bằng 676. Đó, tất cả các phép tính khác đều tính chung một công thức này thôi. Nếu chúng ta luyện tập nhiều thì nhìn vào là tính kết quả ra rất nhanh. Trường hợp cuối cùng là bình phương các cái số, trường hợp thứ 5, bình phương các số từ 91 bình phương cho đến 99 bình phương. Thì cái công thức bình phương của các cái số từ 91 tới 99 rất đơn giản. Trước hết chúng ta phải tính được số làm tròn. Số làm tròn thì bằng 100 trừ cho số bình phương. Đã, rồi sau khi có cái số làm tròn rồi thì chúng ta sẽ tính toán theo cái công thức rất là đơn giản. Lấy số bình phương trừ số làm tròn nhân 100. Rồi sau đó cộng thêm số làm tròn bình phương. Đã thấy thì thấy công thức có vẻ nó lu bu nhưng thực ra trong cái vận dụng thì rất đơn giản. Ví dụ chúng ta có 96 bình phương
Rõ ràng số làm tròn sẽ là 4 và kết quả của phép tính sẽ bằng 96 trừ 4 nhân 100, sau đó cộng thêm số làm tròn bình phương tức là 4 bình phương. 96 trừ 4 bằng 92, 92 nhân 100 là 9.200, 9.200 cộng với 16, như vậy kết quả sẽ bằng là 9.216. Đơn giản. Hoặc thêm một ví dụ nữa, 94 bình phương chẳng hạn vậy. Như vậy chúng ta sẽ có số làm tròn là 6. Như vậy 94 bình phương sẽ bằng 94 trừ 6 nhân 100 và cộng 6 bình phương. 94 trừ 6 bằng 88 nhân 100 bằng 8.800 cộng với 36. Như vậy kết quả sẽ bằng 8.836. Đã như vậy là chúng ta đã thực hiện tính nhẩm bình phương các số từ 1 tới 100 mà không cần máy tính, và dựa vào những cái công thức tính toán rất đơn giản, rất cơ bản. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chào.